lịch thi đấu U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam đối đầu với ai, ở đâu? Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thi đấu ở bảng C vòng loại U23 châu Á 2024 tại sân nhà Việt Trì, Phú Thọ, trong tháng 9. Tại bảng C, đội tuyển U23 Việt Nam nằm chung với các đối thủ U23 Singapore, U23 Guam và U23 Yemen. Đây là bảng đấu không quá khó đối với thầy trò huấn luyện viên Philip Trucci. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn đội xếp thứ nhất cùng 4 đội đứng thứ nhì có thành tích tốt nhất tại 11 bảng để góp mặt tại vòng chung kết cùng chủ nhà Qatar. Các trận đấu của bảng C sẽ diễn ra vào hai khung giờ rất đẹp là 16 và 19 giờ. Trong đó, các trận đấu của đội chủ nhà U23 Việt Nam đều diễn ra lúc 19 giờ. Ở trận ra quân ngày 6 tháng 9, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với đội tuyển U23 Guam. Tại lượt trận thứ hai, thầy trò huấn luyện viên Philip Trucci gặp đội bóng U23 Yemen ngày 9 tháng 6 và trận cuối cùng U23 Việt Nam gặp đội bóng cùng khu vực Đông Nam Á U23 Singapore ngày 12 tháng 9. Trong danh sách 22 cầu thủ được triệu tập ở giai đoạn đầu tập luyện, đại đa số là những gương mặt mới lần đầu tiên được khoác áo U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Philip Trucci đã mở rộng tối đa cơ hội cho tất cả các cầu thủ mà ông đánh giá có tiềm năng. Họ đều là những gương mặt còn rất trẻ và chủ yếu đang thi đấu cho các câu lạc bộ tại giải hạng nhất và hạng nhì quốc gia. Lực lượng của U23 Việt Nam sẽ có sự biến động sau khi V-League kết thúc và đội tuyển U23 Việt Nam do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt hoàn thành thi đấu tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 tại Thái Lan trở về. Khi đó, những cầu thủ tốt nhất của U23 Việt Nam sẽ được bổ sung cho đội hình tham dự vòng loại U23 châu Á 2024. Tất cả những trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng loại châu Á 2024 sẽ được trực tiếp trên kênh SCTV. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.